Nó là 2 mét cho vị ha, mà có mã hiệu là AQ223S cho vị ha, 223S. Dưới này cũng có phòng nghỉ ngơi cho vị ha, có phòng nghỉ ngơi trên đây ha, phòng nghỉ ngơi đây ha, mà có music cho vị ha. Và chiếc này đời năm 2005 như vị ha, đời năm 2005, và xài động cơ Mercury như vị ha, đẹp, động cơ Mercury, Mercury 135 mã lực như vị ha. Chiếc này bề ngang hơn 2 mét nha mọi người, 2 mét có phòng nghỉ ngơi. Chiếc này rộng lắm nha mọi người ha. Đó. Rộng lắm. Và đời năm 2005 nha mọi người ha, đời năm 2005. Đời năm 2005, có đầy đủ tiện nghi luôn. Chiếc này mình đi được khoảng là 10 đến 12 người nha mọi người ha. 10 đến 12 người. Có đầy đủ tiện nghi nha mọi người, có máy combo, máy định vị, có đầy đủ hết. Không thiếu cái gì nha mọi người ha. Và động cơ Mercury này nó mới đi được có 312 giờ thôi vậy ha, 312 giờ thôi. Và chuyên dịch của nó là 40 ha, khoảng 40 vậy ha, chuyên dịch khoảng 40. Đó, cũng còn mới lắm, nói chung là tiền. Thân chào quý vị và em thân mến, hôm nay mình sẽ tiếp theo những cái dòng cano đang giảm giá như vậy ha. Chiếc này khách nó cũng mới giờ ký gửi như vậy ha, khách nó cũng mới giờ ký gửi cho nên mình chủ yếu quay cho quý xem tham khảo giá tiếp như vậy ha. Chiếc này có tâm hạ là khoảng là 1m6 như vậy ha, khoảng 1m6. Chiếc này bằng composite như vậy ha, bằng composite. Chiếc này có chiều dài là 5m4 như vậy ha, có chiều dài là 5m4 ha, chiều dài là 5m4. Và bề ngang nó là 2 mét cho mình ha, mà có mã hiệu là AQ223S cho mình ha, 223S. Dưới này cũng có phòng nghỉ ngơi cho mình ha, có phòng nghỉ ngơi trên đây ha, phòng nghỉ ngơi đây ha, mà có music cho mình ha. Và chiếc này đời năm 2005 cho mình ha, đời năm 2005, và xài động cơ Mercury cho mình ha, đẹp, động cơ Mercury, Mercury 135 mã lực cho mình ha. Chiếc này bề ngang hơn 2 mét nha mọi người ha, 2 mét có phòng nghỉ ngơi. Chiếc này rộng lắm nha mọi người ha. Đó. Rộng lắm. Và đời năm 2005 nha mọi người ha, đời năm 2005. Đời năm 2005, có đầy đủ tiện nghi luôn. Chiếc này mình đi được khoảng là 10 đến 12 người nha mọi người ha. 10 đến 12 người, có đầy đủ tiện nghi nha mọi người, có máy combo, máy định vị, có đầy đủ hết. Không thiếu cái gì nha mọi người ha. Và động cơ Mercury này nó mới đi được có 312 giờ thôi vậy ha, 312 giờ thôi. Và chuyên dịch của nó là 40 ha, khoảng 40 vậy ha, chuyên dịch khoảng 40. Đó, cũng còn mới lắm, nói chung là tùy theo cái sở thích của quý vị anh chị em đó. Mình chú ý mình quay cho quý vị chú xem tham khảo giá ha. Đó, nói chung thì giá nào cũng có. Nên là chiếc này cano cũng đang giảm giá cho quý vị ha. Mình đi một vòng mà sau đó mình xin báo giá cho quý vị. Cho quý vị chú em xem tham khảo cho cái mua của mình ha. Mùi nó rất đẹp ha, cứng cáp không. Chiếc này mình đi biển nha, làm tốt lắm ha. Chiếc này cũng đi biển OT của hãng Shimano ha. Chiếc này của Nhật nha vậy ha, của Nhật ha, của Nhật. Chiếc này cano này của Nhật nha, của hãng Shimano. Chiếc này nhập nha, chiếc này tâm hạ tương đối cao ha, 1m6 vậy ha. Còn nếu mà tính luôn cái trên cái lan can ở trên đó là khoảng 2m, là từ dưới mặt nước lên khoảng 2m nha vậy ha, tương đối cao. Và luôn tính luôn cái mui là khoảng gần 3m là như vậy ha, nói chung cũng tương đối cao, cũng rất là đẹp đó. Mình chỉ mình quay cho quý vị chú ý xem tham khảo giá này, quý vị em thích cái nhắn tin cho mình ha, qua mua bán game miền Tây hoặc là gmail.com hoặc là Zalo Viber, mình luôn mình có ghi trong phần mô tả như vậy ha. Nếu chiếc này nhập khẩu về, chiếc này là phải đi container 40 như vậy ha, chiếc này khoảng đi container 40. Nếu chiếc này nhập khoảng về từ 120 cho đến 150 triệu như vậy ha, 120 triệu cho đến 150 triệu, nói chung tùy theo cái sở thích của mọi người ra đây. Mình chỉ quay cho quý chú xem tham khảo thôi đó. Và chiếc này có giá trị là 20.000 đô la Úc như vậy ha,
20.000 đô la Úc, nhưng mà đang giảm giá cho quý vị ha, đang giảm giá 2 ngày chỉ còn có 18.000 đô la Úc thôi. Đó, mình nói chủ yếu cho quý vị chú xem tham khảo nha quý vị ha. 20.000 đô la Úc nha quý vị ha, giảm 2.000 còn có 18.000 thôi, rất là rẻ nha quý vị ha. Và nếu này mà quý vị thích luôn xe kéo á, xe kéo là tới 4.000 lần nha quý vị ha, chiếc xe kéo này tới 4.000 luôn, xe kéo là tới 4.000 lần. Xin lỗi quý vị, chiếc này là chiều dài nó tới là 6m lận, chiều dài tới 6m lận, chiều dài tới 6m luôn, xin lỗi quý vị ha, chứ không phải là 5m4 mà nó là 6m, và chiều ngang hơn 2m nha quý vị ha. Nó xài động cơ Mercury 140 mã lực nha quý vị ha, 140 mã lực, giá trị là chỉ có 20.000 đô la Úc thôi, giảm 2.000 còn có 18.000 đô la Úc thôi ha, còn 18.000, nếu quý vị xe kéo nữa là 4.000 nữa là 22.000, còn không lấy xe kéo là chỉ có 18.000 đô la ha, rất là đẹp luôn, rất rẻ luôn, chục tình luôn. Chiếc này đang giảm rất nhanh lắm, chiếc này bán rất nhanh nha mọi ha, bán rất nhanh luôn. Nó tùy theo cái sở thích của mọi người. Chiếc này của hãng Shimano của Nhật nha mọi ha, bên trong có đầy đủ tiện nghi ha, đầy đủ tiện nghi luôn, máy combo, máy định vị đây phía trong của nó này ha mọi ha, bên trong có đầy đủ tiện nghi, máy combo, máy định vị, nói chung là còn phía sau ha, có phòng nghỉ ngơi. Chiếc này mình đi được 8 đến 12 người luôn nha mọi ha, phía sau nó ha, rất là đẹp luôn. Rồi mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc video tại đây ha, và bên mình cũng có nhận mua bán cano gai tàu ký gửi như vậy ha, quý vị anh chị em có điện thoại nằm ngang cứ quay qua và gửi qua cho mình ha, mình luôn luôn mình bán hoàn toàn miễn phí cho quý vị ha, rất là đẹp như vậy ha, nhìn cái dáng xe rất là đẹp luôn, rất đẹp như vậy ha. Thì theo cái điều kiện của quý vị anh chị em mình luôn luôn quay cho quý vị chú ý xem tham khảo giá thôi, nói chung thì giá nào cũng có hết, tiền là của đó nha quý vị ha, tiền là của đó. Và động cơ nó cũng đi chưa quá hơn 350 giờ nha quý vị ha, hơn 350 giờ, rất là đẹp luôn nha quý vị ha, rất đẹp luôn. Rồi mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc video tại đây cho quý vị ha. Cảm ơn các bạn nhiều, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha, chúc các bạn và gia đình một ngày mới thật tốt đẹp ha, và mình sẽ đi quay những cái dòng khác cho quý vị xem mà tham khảo giá tiếp nha quý vị ha. Thân chào, xin hẹn video và cũng đừng quên ha, bấm like ha và bấm share ha, video cho tất cả các bạn đam mê sông nước miền Tây đều được theo dõi nha quý vị. Cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn và gia đình một ngày mới thật tốt đẹp nha.